Ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Dùng đắp mơ ước từ thuở ấu thơ, cậu học trò này cài thêm tự tin trên hành trình tri thức. Khi thấy hình ảnh ba trên một giảng thì là em cũng ước mong là sau này là mình có thể được như ba. Sau này khi ba mất hiểu ước mơ đó càng nổi dậy trong em nhiều hơn. Những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, Dịch Tài có mặt đều đặn ở lớp ôn học sinh giỏi toán. Em là gương mặt được giáo viên chọn mặt cửu vàng để chinh phục các kỳ thi quan trọng. Tài không bỏ sót một bài tập nào, em luôn hăng hái xung phong thử sức. Với thành tích học sinh giỏi 10 năm liền, từng tham gia các cuộc thi giải toán qua Internet cấp thành phố, hội thi tin học trẻ, nên những bài tập nâng cao này không làm khó được em. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở rộng tấm bìa ra là về mỗi phía là một. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tính được là diện tích của tấm bìa. Từ đó là chúng ta sẽ suy ra được là 8 tấm bìa có diện tích là nhỏ hơn 121. Ta sẽ tính được là cái diện tích của hình chữ nhật thu nhỏ. Cảm ơn câu hỏi của anh. Đáp lại sự tận tâm chỉ dạy của thầy cô là hình ảnh một Dịch Tài rất tự tin khi giải mã những bài tập khó. Em là một trong 6 học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua của lớp 10 toán. Tài bước vào năm học mới với tâm thế hào hứng tự tin, chia sẻ cho nhau những bí quyết học tập hữu ích. Em và các bạn tiến bộ từng ngày, hứa hẹn làm rạng danh bảng thành tích vàng của trường Trung học phổ thông chuyên Dị Thanh. Thầy cô cũng là tạo ra cơ hội cho mình để là mình có thể là học thêm những cái kiến thức mới hơn, rồi là giúp mình có thể là hoàn thiện hơn trong cái lúc mà em vẫn là đang học lớp chuyên toán, giúp cho em là có thể là tự tin hơn. Ở lớp học này là em đã học được rất là nhiều những cái chuyên đề mà chuyên sâu, thì là đã giúp em là giải những bài toán một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi mà em môn học sinh giỏi thì là em vô sau các bạn, thì là cũng có là một phần là em sẽ không có theo kịp các bạn. Đó là một cái khó khăn mà đòi hỏi em là phải là tìm hiểu nhiều hơn, là để có thể là theo kịp các bạn, để có thể là ôn chung với các bạn. Thì là từ đó thì em phải đòi hỏi là mình phải là có sự chăm chỉ hơn nữa. Em đã học với bạn Tài trong suốt một năm qua thì em nhận thấy bạn Tài là một người rất là chăm học và sức học của bạn cũng rất là tốt. Bạn thường xuyên là tham gia phát biểu không ngoài môn toán mà còn ở trong những môn khác nữa. Mà em thấy điểm mạnh của bạn nhất là môn toán và các môn tự nhiên. Bạn là con người rất là nhanh nhạy và giống như là có tinh thần tự giác trong việc học. Về cái hoàn cảnh của Tài thì rất là nhiều bạn trong lớp biết và càng khâm phục Tài hơn nữa về cái điểm đó. Tài vượt qua khó khăn để tiến đến con đường học tập tốt hơn. Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám ở xã Dị Tân, thành phố Dị Thanh, tỉnh Hậu Giang là nơi đông đầy kỷ niệm với mẹ con Tài. Nơi này ghi dấu hình ảnh của cha em, người thầy giáo tiểu học hơn 20 năm được trò yêu, đồng nghiệp mến. Cuộc sống cứ gỡ êm đềm, cho đến khi cha em đột ngột qua đời sau cơn xuất huyết não. Thấm thoát 3 năm trôi qua, nhưng nỗi mất mát ấy quá lớn, mẹ con Tài chưa thể nguôi ngoai. Ngày trước, chồng công tác ở trường, chị Phượng em là nhân viên phục vụ. Mái trường, học trò là tâm huyết của anh, nên sau sự ra đi đột ngột, chị cố gắng gượng dậy tiếp tục công việc để làm chỗ dựa cho các con. Ông xã chị dạy ở đây, rồi con chị từ nhỏ cũng học ở đây nữa. Thầy cô ở đây thì rất quý mến, cho nên là chị nói chung là cái ngôi trường này dù làm cực khổ thế nào á, chị thấy nó cũng vui. Lớn của chị thì nó năm nay cũng học bên giáo dục thể chất của trường Đại học Cần Thơ, năm 3 rồi. Tài thì năm nay vô lớp 11, cho nên gắng làm để lo cho hai đứa. Mặc dù cái đồng lương mà công tác ở nhà trường nhân viên nó không nhiều, nhưng mà cô cũng đã đem hết cái công sức để là đem lại cái thu nhập để cố gắng làm sao nuôi con. Rồi đối với riêng đó nhà trường thì cũng quan tâm tới cô, ví dụ như có những cái chế độ công đoàn để giúp cho cô vượt qua các khó khăn đó. Mẹ quá con côi nên chị Phượng em nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn từ nhà trường. Âu cũng là ân tình dành cho sự cống hiến của chồng chị lúc sinh thời. Thời gian gần đây được trường trao phụ trách thêm công việc trong coi thư viện, chị mừng lắm vì có thêm đầu lương lo cho anh em Tài ăn học. Chuẩn bị năm học mới, công việc có phần nhiều hơn, nhưng có con trai đồng hành, lòng mẹ đong đầy niềm vui. Cái này có thực sự là hay không? Có năng khiếu cờ vua từ nhỏ, từng góp mặt cho đội tuyển của thành phố Dị Thanh. Hè này, Tài nhận dạy cờ cho các em nhỏ trong đội tuyển của trường. Được đàn anh chỉ dẫn tận tình, các em nhỏ hào hứng học hỏi và tiến bộ từng ngày. Trịnh Tài dù không còn chơi cho đội tuyển nhưng vẫn rèn luyện thường xuyên. Em xem đây là môn giải trí hữu ích giúp trí não hoạt động hiệu quả hơn. Kỹ năng và chiến thuật được tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm, này chia sẻ lại cho các em. Những đứa cờ sáng suốt dạy em nhiều bài học hay từ môn thể thao trí tuệ này. Trong cờ vua mình phải đánh ra những nước địa hiện trọng, thì là trong cuộc sống thì mình phải là đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất, là không để ra những cái sai lầm. Nó cũng có là liên tưởng cho em đến là hình ảnh toán học trong đó. Tại vì là những nước cờ mình đều phải là suy nghĩ giống như là những con số trong toán học, và là nước cờ vua mà mình đi sai thì cũng giống như là mình tính ra một con số sai, nó sẽ ảnh hưởng đến cả nguyên bài, và là nó sẽ làm cho là chúng ta giải sai bài toán đó, cũng giống như là thua cuộc ở trong cờ vua. Chính vì vậy mà đặc biệt là ở trong môn toán thì là em luôn là thận trọng với những cái cách tính toán, và là em phải đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất để là để giải một cách bài tập đó là có hiệu quả nhất. Sự tự tin, kiên nhẫn và tư duy logic từ môn cờ vua được chị Tài vận dụng vào học tập. Chuẩn bị lên lớp 11, Tài học kỹ bài cũ và làm quen với các kiến thức mới để có năm học chất lượng. Chiếc máy tính kỹ vật của cha là trợ thủ đắc lực giúp em học tập hiệu quả hơn, bởi đã gắn liền với hình ảnh cha miệt mài với những trang giáo án hàng đêm. Cái cặp này ngày xưa ba con đi dạy. Cặp này ở đâu có vậy mà? Ba con đi họp ở trên Ấn Bộ. Cái này thành tích là mỗi năm đều có luôn đó. Đúng rồi. Cái này là thi giáo viên dạy giỏi nè, cấp thành phố nè, rồi cái này là chiến sĩ thi đua nè, rồi bằng khen, rồi mẹ cắt giữ tới bây giờ nhiều lắm. Dẻo phấn đấu nữa, học cho giỏi nha, đạt được nhiều thành tích tốt nha. Dạ. Những vật dụng của cha nay thành tài sản quý, được gia đình lưu giữ cẩn thận. Những lúc mỏi gối trùng chân, chị Phượng em lại lấy ra xem để nguôi ngoai nỗi nhớ. Từ tấm gương mẫu mực tận tâm của chồng, chị dạy con sống tử tế và nhiệt thành. Hiểu hơn về cha, Tài thêm tự hào. Cũng từ hình ảnh ấy, sớm gieo trong em một ước mơ thật đẹp. Ba là một người rất yêu nghề của mình. Khi thấy hình ảnh ba trên một giảng thì là em cũng ước mong là sau này là mình có thể được như ba. Vì đó cũng là một cái nghề mà trong xã hội người ta được coi trọng, đó là nghề cao quý. Em sẽ cố gắng là học thật tốt năm 11 cũng như là năm 12 để có thể là dự một cái kỳ thi tốt nghiệp đạt được điểm thật cao, để có thể là đạt được với cái nghề mà mình đã chọn. Là nơi giáp ranh với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, nhìn từ trên cao, sông Bà Dòi uốn lượn với một dải lụa đào. Cặp theo con sông này, người dân chủ yếu sống nương nhờ cây khóm. Gia đình Tài là một trong số đó. Viết tiếp ước mơ của cha trên bục giảng, Em biết mình phải cố gắng thật nhiều, kể cả việc học lẫn trong cuộc sống. Bởi sau khi cha mất, gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai mẹ. Đồng lương nhân viên hợp đồng hơn 3 triệu đồng một tháng, nuôi hai đứa con đi học đại học và lên cấp 3. Với người mẹ này là điều không dễ. Vậy nên những giọt mồ hôi càng rơi nhiều hơn trên trãy khóm. Hai công đất mượn của ông bà nội, mẹ Tài trồng lại vụ khóm mới. Gái có công, chồng không phụ. Ra sức dung trồng, 2 năm sau hứa hẹn mùa trái ngọt. Không thể bên con suốt đời, chị vẫn tin sự học sẽ giúp anh em Tài trọng bước đường tương lai. Cha của Tài với Tiến thì cái việc học đối với ổng hồi đó hai đứa cũng vậy, là ổng là quan trọng lắm. Dù cỡ nào đi chăng nữa ổng cũng phải cho con ổng ăn học. Cho nên là đối với chị thì chị gắng phấn đấu để mà thay thế ổng, lo cho hai đứa ăn học cho đến nơi đến chốn, để cho ổng cũng thấy vui. Em là cố gắng phụ mẹ những cái việc mà có thể em phụ được, và là cố gắng học tập. Em nó là niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ. Cố gắng học thành tích thật là cao để mẹ có thể một phần nào đó an ủi trong lòng mẹ. Vì bây giờ đối với mẹ thì là việc học của anh em và em là quan trọng nhất. Có gì vui hơn khi con cái hiểu lòng cha mẹ mà cố gắng lên người. Hiểu chuyện và lạc quan, Dịch Tài luôn tự tin nhìn về phía trước. Chiều quê bên cánh chuồn chuồn, bến sông, trảy khóm, cậu bé chăm chỉ gánh vác thay mẹ những chuyện nặng nhọc. Tưới vào đất những giọt nước mát lành, cây trái sẽ tốt tươi như mình nơi đất khó. Nỗ lực không ngừng sẽ giúp cậu học trò khu Dịch Tài mạnh mẽ và thành công trên bước đường đời tươi đẹp. Nguyện vọng viết tiếp ước mơ dang dở của cha nơi bục giảng làm người nghe không khỏi xót xa. Nền tảng giáo dục từ gia đình và nhà trường tạo nên một Dịch Tài thông minh và hiểu chuyện. Nâng bước chân em ở bước đường tương lai. Chương trình trao cho em suất học bổng từ nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang. Chúng tôi mong Dịch Tài trẻ bớt lo toan, tự tin tiến bước. Ghi nhận tinh thần vượt khó của em, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tặng em giấy khen tham gia chương trình. Chia sẻ niềm vui này, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông chuyên Dị Thanh gửi tặng em món quà ý nghĩa. Tôi cũng rất là mong trong thời gian tới, với sự dẫn dắt của các thầy cô, dưới sự quan tâm của xã hội và sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh, thì những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn luôn trau dồi học tập, vượt khó vươn lên, sẽ tiếp tục có những cái điều kiện để nhận được những cái phần hỗ trợ hết sức là ý nghĩa của cộng đồng, của xã hội, và cụ thể ở đây là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thông qua học bổng hoa lúa để làm nghị lực cho các em. Trong vòng tay yêu thương của mẹ, thầy cô, bạn bè, Dịch Tài sẽ mãi là chàng trai lạc quan mạnh mẽ. Ở nơi xa ấy, cha cũng sẽ dõi theo em qua từng chặng đường gian khó. Chúc em sớm đạt ước mơ của mình, thay cha tiếp tục hành trình gieo chữ nơi miền Hậu Giang.